Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chà! Hôm nay là ngày đầu tiên nó học ở trường mới. Mọi thứ đối với nó xem ra quá đổi xa lạ, nhưng bố mẹ nó bảo đây là môi trường tốt cho nó nên nó sẽ cố gắng thích nghi sớm với nơi đây, nó. Nguyễn Hoàng Thoại Mi Cái tên nghe rõ là kêu nhưng tính tình nó lại khá đơn giản, tinh nghịch và đáng yêu. Nó Một con bé tóc ngắn, kiểu nữ tính ấy nhá, có sở hữu một vẻ đẹp sắc nước hương trời nhưng lại được đánh giá là khá dễ xương tuy hơi ngô ngố một chút sau một ngày học nó cảm thấy mọi người ở đây khá là khó gần tuy nhiên thật may mắn cô bạn ngồi cùng bạn với nó phạm ngọc châu lại khá là xinh xắn và dễ gần mới chỉ vài tiếng đồng hồ mà xem chừng tình bạn giữa hai đứa gắn kết dữ dội lắm sống xa nhà ai mà chẳng buồn chứ nó cũng vậy nhưng nó cũng được an ủi phần nào khi nghe bố mẹ nó bảo rằng đã thu xếp cho nó ở nhà cô Diệp. Một người bạn thân của bố mẹ nó. Nghe nói chỗ đó khá đẹp và rộng rãi nên nó cũng khoái lắm. Nãy giờ nó đứng lang mang ở trước cổng trường cũng là vì đợi cô Diệp tới đón. Hờ di sờ, sao cổ lâu tới thế nhỉ, chật. Mi. Mi ơi, nó giật mình quay lại thì thấy một phụ nữ khoảng 35 tê trông khá là sang trọng bên chiếc xe hơi láng cống. Sao? Có nhận ra cô hả? Cô nè, nó mừng ra mặt. À! Cô là cô dịp đấy ạ. À? Trời ơi, cô khác quá, cháu nhận co ra. Cháu thì vẫn như xưa nhỉ. Mái tóc ngắn ngắn còn nét mặt thì càng lớn càng giống mẹ đấy. Thôi, cô cháu mình về nhà cô đi. Dạ vâng ạ à. Nó mỉm cười rồi chợt méo sệt mặt đi Ờ Sao vậy cháu Cô dịp quan tâm hỏi Nó ái ngại Đi xe ô tô ý ạ à, Cô Diệp tròn mắt Ừ ô tô Mà sao vậy cháu Nó gãi đầu ngượng nhiều đáp chấm ch áo bị say xe ạ à. Thôi nào lên xe đi cháu Biệt thự của cô gần đây lắm Đi vài phút là tới ấy mà bình thường mấy thằng con trai ở chỗ cô toàn đi bộ tới trường thôi. Dạ vâng. Nó mỉm cười miễn cưỡng bước lên xe. Hờ gì hờ gì. Đừng trầu rỉ như vậy chứ cháu, tới nơi, cô đảm bảo cháu hết trầu liền. À, bật mí cho cháu nhé. Cháu sẽ được ở cùng bộ ba ho, uông, um, côn boy của trường cháu đấy. Cô dịp cười nói. Vậy ạ. À. Nó nói cho có lệ vậy thôi chứ nó có mê trai đẹp cho lắm. Ừ, tuy nhiên, phải nói thật với cháu là biệt thự của cô là biệt thự hoàng tử, cháu biết biệt thự đó chứ? Biệt thự hoàng tử ý à? Sao nghe quen quen tặc, cô ơi, đừng nói với cháu là nơi cháu ở co có con gái chứ? Nó méo mặt hỏi. Ơ, ờ, ờ, đúng là vậy đó cháu, cô thuyết phục mãi thì ba đứa đó mới chịu cho cháu tới ở cùng đó. Trước nay, cô cho nhiều đứa thuê nhưng chưa đầy ba ngày, đều phải đi hết ba cậu con trai lắm chiêu đó coi cho phép ai tới ở cả cả gái cả trai có nhiều cô cậu tới thuê ở được vài ngày thì vội trả phòng có đứa nhìn cứ như thân tàn ma dại ấy nó gật gù cháu hiểu rồi vậy là cháu sắp phải đối mặt với một thử thách lớn nhưng cô yên tâm cháu sẽ có để cho họ đá cháu đi đâu cô dịp mỉm cười hờ gì hờ gì thế thì tốt quá cố lên nha cháu yêu nhất định là thế rồi ạ à. nó phi cười chợt xe dừng lại tại một căn biệt thự lớn với dòng chữ Prince Villa cô ơi hình như cái tên này là được người ta đặt đúng có ạ à. nó khẽ hỏi tùm đúng rồi đó cháu trước đây nó chỉ là một biệt thự bình thường nhưng từ khi bộ ba này đến thuê thì được người ta đặt cho cái tên biệt thự hoàng tử đó cháu thôi chúng ta vào dạ vâng ạ à nó ngoan ngoãn đáp rồi bước vào thì thấy ba chàng trai cực kỳ hang đang ngồi tại phòng khách nó mỉm cười xin chào mọi người chào một cậu khẽ giơ tay lên nói còn hai người còn lại thì làm ngơ như co có sự hiện diện của nó xí cái đồ làm cao đáng ghét nó nhủ thầm chợt cô dịp hỏi hành lý đâu rồi hả cháu đến lúc này nó mới giật mình chết rồi cháu để ở khách sạn chưa lấy về ạ à? một tên lầm bầm đã xấu xí đầu óc còn bả đầu nó chỉ muốn đấm nó hắn mấy phát xịt máu mũi thôi đáng ghét rồi cô dịp mỉm cười nói giới thiệu với cháu đây là nhất bảo còn cái cậu này là thiên vũ cậu đang ngồi đọc báo ở đằng kia là minh hoàng tụi cháu mà cần cô giới thiệu nữa ạ à? chẳng lẽ bọn cháu mà con nhỏ đó có biết hả cô cái cậu tên là là gì ấy nhỉ à à thiên vũ nói nó gầm gừ đúng đấy cô ạ à cô khỏi giới thiệu cháu cũng biết đó là một lũ bất lịch sự, tự kiêu, ngạo mạn đến ngu ngốc, nó xê, hát tử, yên ngoạn mục và đụng chạm quá khiến thiên vũ nhõm người dậy mà nói. Này, ăn nói cho cẩn thận, có thì biến, nó chẳng vừa. Nằm mơ đi. Tôi sẽ có đi đâu hết. Hứ, cô Diệp vội chen vào. Thôi được rồi, thôi được rồi. Để cô giới thiệu, đây là Thoại Mi. Con gái của người bạn thân của cô, vì thế các cháu đối xử với nó phải cho tử tế. Đáng mặt nam nhi đó nha. À, Vũ này, nhờ cháu chở bé Mi tới khách sạn lấy hành lý về nhé. Cháu á? Vũ hỏi lại rồi nhún vai bước đi, nó liền chạy theo Hồng Học, cậu ta là hot boy mà lạnh lùng như con thạch sùng ý. Này, đi tới đâu? Khách sạn Phước Nguyên. Nó khẽ đáp. Trời, gần đây mà, sao cô có đi bộ đi? Mỏi chân nó thủng thẳng đáp. Gớm, có vài ba bước chân, thực ra thì cũng cách khoảng 150m mà cũng bắt người khác lấy ô tô ra chở. Vũ lâm bầm. Ô tô á, thôi, tôi coi đi. Nó xua tay đáp. Vậy cô đi bộ đi. Vũ nói rồi bước vô nhà. Giàu quá co có đến một chiếc xe máy hay xe đạp gì đó luôn à, chán chết. Nó lẩm bẩm rồi bước đi, tới nơi, nó lại phải xách theo một đống hành lý lên cà lên kền, mệt đứt cả hơi thì thấy hoàng. Cái cậu côn boy đứng ở gần đó, cậu ta bước lại và nói. Đưa tôi xách dùng cho, nó mỉm cười. Vâng, cảm ơn cậu. Hô hô, xem chừng cậu này côn mà lại hót ý chiếu bộ vui vẻ. Nó thầm nghĩ, về tới căn biệt thự, nó đã oan oan. Cô Diệp ơi! Cô Diệp thì vũ lầm bầm khó chịu. Cô Diệp đi về nhà rồi, Người gì đâu mà chưa thấy mặt là đã thấy tiếng rồi. Ủa, chứ có phải cổ sống ở đây sao? Nó bắt đầu lo lắng hỏi. Chứ cô nghĩ là thế nào? Vũ ngước mặt lên hỏi. Ơ, ờ, vậy là tôi sẽ ở đây một mình với ba cậu à? Nó cảm thấy sợ, Vũ nhún vai đáp. Chứ sao nữa? Ặc, à, vậy thì đai mất. Nó lầm bầm thì giật mình bởi tiếng của tên Vũ đáng ghét. Này bạn mi thân mến của chúng tôi ơi bạn muốn sống ở đây hốc nó thấy ghê ghê ấn ấn ở sóng lư chấm th à hắn dở cái giọng quát tháo con hơn là cái giọng ẻo ẻo nghe phát ấn này hơ hơ muốn đấy thì sao nào nó cười đẻo đáp quay lại với đúng bản chất của hắn vũ liền nói thì hãy tuân thủ các nội quy sau đây e hèm thứ nhất ở đây là phải phục vụ ba bọn tôi từ a z giống như là, là gì ấy nhỉ, bảo liền đáp. Dịch vụ o xin trọn gói, vũ gật gù. Đúng 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 đúng. O xin trọn gói, hàng ngày, sau giờ học, cô phải giặt giũ, nấu ăn, lau chùi nhà cửa, kể cả cò lét. Thông bồn cầu cô cũng phải nhào đầu vào mà làm đấy có chịu được thì. Thì gì cô biết rồi chứ, nó biểu môi. Hứ, nếu tôi có chịu được thì để các người làm giùm tôi chứ gì. Ồ, cảm ơn nhiều nhá. Nó nói rồi bước đi, xí, cái đồ ma cũ bắt nạt ma mới. chợt Đứng lại, đó mới chỉ là điều một cơ mà. Còn gì nữa đây? Nó cầu nhậu đáp. Thứ hai, có tự tiện vào phòng chúng tôi, cô ở phòng số một. Phòng đó trước đây có có ai ở hết nên cô phải lau chùi, dọn dẹp lại đó, nghe rõ chưa? Được rồi, tôi sẽ làm. Nó lầm lầm cái mặt. Điều ba. Mọi chuyện tôi cấm cô nói với cô dịp đấy, coi là tụi này xử đẹp cô luôn. Vũ nhết mép hăm dọa. Chơi bẩn mới sợ người ta đi mét. Hứ. Nó cãi lại. Này. Cô được đấy. Để xem tụi này xử lý cô trong ba ngày thử thách như thế nào nhá. Nó có thèm nói gì, sách hành lý mang lên phò nờ dê chấm quên quýt ba tên đó một cái thật dài, hoàn chép miệng này cô dịp bảo là cho con nhỏ đó ở phòng 5 cơ mà phòng đó dọn dẹp cả rồi giờ bắt nó đi dọn lại phòng một có quá đáng quá co vũ nhăn nhó này cậu yếu mềm từ bao giờ đấy hả thế là còn nhẹ đối với một con thé láo sược như nó đấy riêng bảo cậu ta nhết môi khẽ mỉm cười con nhỏ này cũng thú vị phết đấy để xem nó có trụ nổi ba ngày hay co xem chừng sẽ còn nhiều trò hay diễn ra đấy nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả